bạn phải ủng hộ anh ấy bỏ phiếu. Bỏ phiếu cho anh ta. Hóa ra yêu hay không yêu thật sự rất rõ ràng. Vương Hạo Tín từng coi Trần Tử Giao như một cô gái, cố gắng hết sức để cho cô ấy hạnh phúc. Wow, đẹp quá, ha ha. Đồng hồ không thích. Thực ra lúc đầu tôi không có thời gian để sử dụng, cố gắng trân trọng nó. Bây giờ Vương Hạo Tín lại vênh vào nắm tay bạn gái hôn bay Thái Tư Bối, bỏ vợ Trần Tử Giao một mình bước trên thảm đỏ. Từ khi nào ánh mắt Trần Tử Giao nhìn Vương Hạo Tín tràn đầy tình yêu? Để giúp anh ta vượt qua phiếu bầu là tất cả các loại cố gắng hết sức. Gì phải ủng hộ đầu kênh, bỏ phiếu cho anh ta. Nhiều năm sau, Vương Hạo Tín cuối cùng cũng giành được thị đế trong tiếng vỗ tay. Nhưng dưới đại Trần Tử Giao nhìn về phía hắn trong, ánh mắt lại không còn bất kỳ cảm tình gì nữa. Cảm ơn vì đã chăm sóc con gái. Có lẽ dù tình yêu có ngọt ngào đến đâu cũng không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Chương trình TVB năm 2017, Vương Hạo Khí và Trần Tử Giao xuất hiện trước ống kính. Vẻ đẹp của người phụ nữ tài năng khiến người ta cảm thán đây là một cặp đôi tốt. Vương Hạo, anh ấy lịch quay kính mít, thời gian tôi chờ rất lâu. Thực ra tôi rất hiếm khi gặp anh ấy, vì vậy xin chào. Chào bạn. Trong event TVB năm 2022, Vương Hạo Tín và Trần Tử Giao vẫn cùng tham dự. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ, bước qua nhau như người lạ. Cảnh này mơ hồ có hương vị thẩm mỹ ngụ ý. Người ta nói rằng không một người phụ nữ nào có thể bước ra khỏi hôn nhân với nụ cười. Trần Tử Giao cũng không ngoại lệ. Khi hai người mới kết hôn, Vương Hạo Tín từng một mình trước ống kính hứa sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà cho Trần Tử Giao. Nhưng khi anh ấy thực sự thành công, không chỉ không thực hiện quyết định này, đau đầu là còn nhân lúc Trần Tử Giao rời nhà đi làm, chi 30 triệu đồng mua một căn nhà sang trọng cho mẹ. Mà Trần Tử Giao không hề biết chuyện này. Sau đó, khi được phỏng vấn, tôi vô tình biết được tin này từ giới truyền thông. Đầu tiên có người hỏi anh ta, anh nói rằng anh đi mua nhà cho bạn. Bản thân tôi là một người cũng hay đọc báo, bởi vì thực ra tôi cũng thích đọc báo. Ví dụ như xem tin tức. Anh ấy không nói rằng anh ấy mua nó cho tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng cuối cùng cô ấy vẫn bị phản bội.